cùng đồng nghiệp chào đón các vị lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Hiến máu cứu người chính là một lễ cử cao đẹp. Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh mà chúng ta còn gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. 100 đại biểu tiêu biểu được lựa chọn vinh danh ngày hôm nay là những tấm gương ưu tú được các địa phương đơn vị lựa chọn đại diện cho hàng vạn cá nhân tiêu biểu trong toàn quốc đã có thành tích xuất sắc hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người hình ảnh 100 tấm gương tiêu biểu hiến máu tình nguyện có mặt ngày hôm nay chính là những minh chứng sống động cho tinh thần dân tộc, cho truyền thống tương thân tương ái sẻ chia của người Việt Nam chúng ta mỗi khi đồng chí đồng bào gặp phải tình huống khó khăn thiên tai và dịch bệnh. Các anh, các chị, các bạn cũng chính là lực lượng quan trọng cùng với các lực lượng tuyến đầu tạo nên sức mạnh của toàn dân đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua.